chúng ta phải đào được ít nhất là 100 cục kim cương. Má ha 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 ha. Gì 100 cục luôn hả? Cũng được, không sao, tôi nghĩ cũng hay đó. Hey, đào lên được thôi Jimmy ơi. Lên. Hey, bà ngoài sao bà lấy giùm tôi mấy cái sắt đồ đi nè. Trời ơi. Ê quá Jimmy ơi. Tôi hiểu rồi. Ui, có nước nè, nước. Nước tràn bờ đây tang thương khắp mọi miền quê. Ôi, nước tràn bờ đây. Được rồi, đi thôi. Chạy khắp thành phố nha. Đồng chí Jimmy, nhanh lên. Trời ơi, bơi cái này lâu thiệt hả chứ. Cố lên. Bơi. Ui, sao nước không vậy nè. Đi đồng chí Jim ơi, đồng chí Jim. Nhanh lên. Ô nô, đồng chí Jim. Chúng ta bị hết nước. Thở. Đúc vô, đúc cái đầu vô. Cũng vừa bạn ơi. Rồi, đúc vô đi. Tôi đập cái cọc cái bơ luôn để tôi thở nữa. Ủa sao nước không vậy trời? Ủa cái hang tụi mình đang bị cái gì á các bạn ơi? Mà thôi, trước khi bắt đầu vào video này các bạn đừng quên giúp mình nhấn nút like để đăng ký để ủng hộ thêm cho mình, để cho mình gọi là có động lực làm thêm những video hay như thế này nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ủa nhưng mà mình tại sao dưới hang ta? Thôi bơi lên tiếp thôi Jimmy ơi, ở dưới này nước không mà. Ủa, sao nước thiệt. Ok. Ra biển luôn rồi Jimmy ơi. Cái gì? Quá đau. Sao ra biển luôn vậy? Sao bọn mình đi ra biển luôn rồi? Tôi trên này nè, lên. Sao mình ra biển luôn rồi bạn ơi? Ủa? Nhìn thằng nào giống con hủ vậy? Ủa đằng xa kia kìa, thằng nào giống con tàu hủ quá vậy? Quay! Trời ơi! Tàu hủ à! Có ai ông cứu tôi vậy? Ê! Ủa? Ui! Jimmy! Ủa sao hai người lại vậy? Ủa tao đi đào hang mà sao cái hang của tao nó dẫn ra biển luôn vậy? Trời Ủa, ơi! Tao vậy ta? Ui sao rác không vậy nè? Tao không biết luôn, tự nhiên tao bị lạc ra giữa biển luôn rồi. Ủa giờ cái bè này mày của mày xây, mày xây hả? Trời tao cái bè tao xây ở ngay gần đó. Rồi. Tao ngủ. Ủa sao mà rác không vậy trời? Ê nếu mà như vậy thì làm cách nào để mình về được trời? Cách nào giờ sao đây? Trời ơi sao mà rác gì lon ngựa không từ lưa vậy nè? Đi nhặt mấy cái rác trên biển đi mọi người. Ừ đúng rồi, chúng ta phải nhặt lại rác đi. Chúng ta thứ nhất là bảo vệ môi trường, với lại rác nhiều khi sẽ giúp cho chúng ta nhiều công việc lắm á Hữu ơi. Tao có cái chân câu này tao câu nó lại được. À đồ, đẹp vậy, để từ tao đi lượm. Ủa nhưng mà mày mắc cái gì mà mày bơi ra biển, mày đi lạc em ở đây luôn vậy? Trời ơi cái bè tao xây ngay sát bờ, tao nằm trên bè tao ngủ à. Tao ngủ hồi tao thấy tao trôi ra giữa biển luôn. Trời ơi, báo nữa không à. Trời ơi, đây luôn rồi. Mày đào hang cái gì giữa biển vậy trời ơi. Mày khùng quá, cái hang của tao nằm ở chỗ kia kìa, nhưng mà nó nói sao ra biển luôn. Trời ơi, sao vậy đây? Trời ơi là trời. Giờ phải cực khổ mình phải đi bơi ra lượm rác vậy hả? Nhưng mà lượm rác đi, nhiều khi rác sẽ giúp cho chúng ta chế tạo được đồ hay bất cứ cái gì đó. Chế tạo được cái gì? Toàn rác không, lấy gì chế tạo? Nhưng mà mày có nghe câu gọi là chúng ta sử dụng rác này để tái chế lại những đồ cần thiết không? Mày có đi học không mày? Trời ơi, cô giáo của tao hồi đó có dạy đó, mấy bạn có được dạy về cái đó hãy comment mình cho mình biết để cho mình giặt vô cái mặt tàu hủ nha. Ui, nhìn nó xinh ghê. Phát hiện có cái con gì ở dưới kìa. Ơi, con gì vậy? Cá mập. Ui, bên kia một hòn đảo, bên kia hòn đảo kìa. Ơi. Nhưng mà bây giờ bằng cách nào để mình có thể qua được hòn đảo vậy? Hòn đảo có cây kìa, mình có thể chế tạo được á. Nhưng mà bây giờ mình mà xuống ăn cá có cách ơi mình á. Ơi, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách. Những cái lúc này á là phải vận động trí não các bạn ạ. Trí não đầu tiên đó của chúng ta rất chi là đơn giản. Ui. Bơi thôi. Ôi, con cá nó dí vô mi kìa. Con cá nó dí vô mi kìa. Trời đánh mà. Ê, lên. Ui. Sợ. Trời đánh tao gì mày? Nè. Đừng cứ tập chết rồi quỷ. Ôi nhưng mà thôi có cái này rồi. Đảo cái này đi. Đập này đi. Đập lấy gỗ nhanh lên. Ấy da. Chúng ta có được hòn đảo rồi, tới được hòn đảo rồi. Từ từ thì chúng ta cũng tới đảo nhà mình thôi. Nhưng mà đầu tiên mình phải sinh tồn ở đây đã. Ê, để tôi lấy tí đồ ăn nha. Để tạo bánh mì gì nữa. Tôi đặt này ra coi. Mình có thể chế tạo được cái gì từ mấy cái... Có cái gì đây? Gì bánh mì hả? Tao có bánh mì nè. Chát bà lóc. Đem theo trên người. Chát bánh mì. Là cái gì? Ú, từ ba ơi, mấy cái cuộn giấy này mình có thể chế ra được cái từ cái cọng dây nè. Gai. Gai vậy? Từ ba cái cuộn giấy thì mình có thể chế ra được cọng dây. Vậy từ cọng dây mình có thể gọi là làm được một cái cục len, và mình có thể chế tạo được mấy cái gọi là một cái con, gọi là cái con người nộm hay gì đó. Nhanh lên đi mọi người. Mọi người. Lấy cái gì hả? Còn những cái chai nhựa sắt thì mình có thể đổi ra được mấy cái miếng sắt nè. Từ mấy cái miếng sắt thì mình có thể gọi là chế ra được những cái một cái cục sắt, hiểu không vậy? Tao nói rồi, nhựa mấy cái đồ rác vậy thôi nhưng mà nó có tác dụng lắm, mày hiểu không? Hiểu. Bây giờ cho tôi xin mấy cái cuộn giấy coi, có mấy cái tờ báo không? Có, tôi có tờ
tờ báo nè. Là không được một cái. Ê, cho tôi tờ báo đi. Trời ơi, mày nhặt gì dữ vậy mày? Ủa, tao được cái gì á mày ơi? Chết bà rồi, cái lưới. Được cái lưới hả? Cái lưới bắt cá được không? Thử bắt con cá mập mày ơi. Nhưng mà bây giờ tao cần một người lấy thêm tờ báo đi, tao hết báo rồi. Mày tự đi lấy đi cho. Cá mập ở dưới tao sợ mà. Thôi không cần đâu, từ từ không cần Dĩ My ơi. Không cần nữa Dĩ My ơi. Cá mập ơi, cho tao hai cái red can với lại blue can đi. Red can với blue can, nhanh lên. Trời ơi, bây giờ có hai cái này để có thể chế tạo được đó, gai. Rồi chế tạo sao quên bà nữa. Tao có cả yellow can rồi. Có rồi. Đây nè, bây giờ mình có con nộm rồi nè. Con nộm này để làm gì ta? Hay là con tao biết rồi. Con nộm này sẽ giúp cho chúng ta gọi là thu hút con cá mập, đúng rồi. Bây giờ còn ta hãy lấy hạt giống ra đi mọi người. Ủa sao vậy? Mới trồng mà. Hả? Trồng chi? Lấy hạt giống đi. Mình đem qua cái bể của mình trồng luôn. Mình đi qua đảo khác, đảo này nhỏ xíu à. Ta có cúp nè. Mà thôi, chúng ta cần đi qua đảo, đi về nhà chứ mày cần gì mà sinh tồn hả mày? Đây. Con cá mập kia đâu rồi? Tao giục cái này xuống nè. Ui, con cá mập nó sẽ đu theo kìa. Kìa, đi em ơi. Ui, trời ơi, rác kìa. Trời ơi, nhiều vậy. Ôi, rác kìa trời. Có con cá mập như cái bè mọi người, có chừng. Ủa sao con cá mập như cái bè? Trời ơi, như cái bè. Cái đầu cá mập ở đây mà cái thân nó ở đâu vậy? Ủa? Bây giờ ta sẽ đặt cái này đây nè. Đó, có cái này nó sẽ gọi là tức là hút rác tới cho chúng ta. Để ta thử chứ nha, ta thử nha. Ê, ta cũng có bàn chế tạo luôn rồi nè. Bàn chế tạo này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cây. Đó chính là cái cây cuốc. Ê, vậy còn cái green can với lại. Được rồi, đừng thêm nữa giùm ơi. Hai cái này làm gì? Trồng cây đi, chúng ta mới có đồ ăn được. Ok, chúng ta trồng cây đi. Cục này đi. Cho tôi xin cục lúa đi, để tôi làm bánh mì. Đây nè, bánh mì đó, muốn làm gì làm đi. Còn này mày đi nhặt rác, câu rác vô đi mày. Nguyên con cá mập mày kêu tao đi nhặt rác. Ôi, mình đi qua hòn đảo khác rồi, mất cái hòn đảo nãy rồi kìa. Mà đi mất tiêu rồi. Ơi, cá mập lại đi. Cá mập. Bây giờ trong thời gian cho nó trôi dẹt tới cái đảo nào đó, tụi mình chắc phải chế đồ thêm quá à, Hữu ơi. Được rồi, để tao đi lượm đồ ra. Nó có nhiều cái mà tao nhìn tao cũng không biết là cái gì luôn mày ơi. Ê, hồi đó ba má tao có dạy à, tao có thể chế được một cái này hay lắm nè tụi mày. Muốn coi không? Cái gì vậy? Sao con cá này nó bị gì sao nó cứ đi đu đu tao vậy? Cá khùng này. Thôi được rồi, để tao chế cho. Bây giờ á, chúng ta có thể chế được hai cái này và cái này, hai cái này hai bên thì chúng ta sẽ có được một cái cây búa. Cá đâu? Mày ngon. Ở đâu đó? Mày ngon. Thì ở đâu đó đi. Đi liền. Nó rung liền, thấy tao vừa cầm này cái nó rung liền nè, mày thấy không? Giỡn mày thế nào vậy? Đây nè, tôi cho Dĩ My nè. Được rồi, bà phải có cái chai gọi là cái chai bình bự nè, cái bình bự này nè. Nè, tôi có một đống luôn. Ơi, lật. Rồi, bà phải để giống như chế nó hành giống như cây cúp vậy, hiểu không? Nhưng mà làm thêm để thêm hai cọng dây hai bên nữa. Đây, bây giờ tôi chế cái khác thử coi. Trời ơi, chế độ thông minh của tôi hồi đó gọi là kỹ năng sinh tồn chế tạo gọi là đỉnh cao cái gì đây. Ôi, được một cái rất tức item. Một cái gọi là cái cây gậy có thể bon vô cái đầu bà nè. Ơi, cái gì vậy? Ông đừng có đánh tôi, hư đất hả? Hư đất rồi kìa. Trời ơi. Hình như cái này là vũ khí của chúng mình á. Vũ khí mà khi gọi là vũ khí mà mình chế bằng rác đó mấy bạn à. Ê, vũ khí có ai muốn là tôi chế thêm vũ khí không? Tôi chế cho có, em có cây vũ khí nữa nè mày. Đó, cho mày cây vũ khí đó đó. Mà Dĩ My cầm cái cây búa bự đó nha. Em biết vô. Ôi, có đảo mới rồi kìa. Bà đảo mới hả? Đi rồi. Đây mọi người. Bơi. Ơi, nhưng mà có cá mập. Không được. Cầm người đố đi được không? Mày đi ra coi con cá mập. Nó không chịu buông tha cho tôi, Dĩ My ơi. Ây da, nó đu bám tao nè. Nó đu bám tao. Ôi, mày ơi, nó vẫn đu bám. Lên bờ. Mày lên bờ hả? Ăn bánh mì đã. Ô, mình tiện được đồ ăn nữa nè. Quả mọng phát sáng hả? U, mấy cái này là những thức ăn mới hả trời? Ủa phải không? Blueberry. Tôi thấy không ăn được gì vậy nè. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta có mấy cái quặng đồ kìa, chúng ta có thể chế tạo được á. U, nhưng mà cấp là không được. Ê, Jimmy, hình như cái cây hồi nãy, cái cây búa bự bự hồi nãy của bà đưa cho tàu nó đập được á. Được hả? Đâu đập thử rồi. Đây, để tôi đập thử cái đạn. Có đập được đâu. Đập đi. Ủa đập được không? Được thôi. Không được. Tao lấy đất thì tao mở rộng cái thuyền. Trời ơi, để tôi đập mấy cái này cho. Quá trời than luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, cuộc sinh tồn ngoài biển khơi như vậy quá chi là cực khổ luôn á. Hay phải đào tiếp không mọi người. Đào mình sẽ đào hết này luôn. Đào luôn cả sắt này luôn mấy bạn ơi. Bây giờ là có cục sắt đàng hoàng luôn rồi. Mình không còn phải chế tạo ra từ mấy cái chai nhựa nữa. Mình lấy cái cây này về mình trồng ở trên thuyền mình đó. Cây ăn quả này nè. Berry nè. Cây đó sao trồng ba? Cái này bị gì vậy? Ơi, lên trên tụi mình có thể gọi là lấy được gỗ đó anh em. Đi. Lên gỗ nè, lấy đi.
Trời ơi, mình phải cần gõ các bạn ơi, mình phải cần gõ các bạn ơi. Ê, không biết hai cái này đổi được gì không? Ú, mình đổi được da quá trời que luôn. Ok, đập 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 gõ, đập gõ, đập gõ, đập gõ. Chúng ta cần những cái thanh gỗ này rất là nhiều đó mọi người. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok, okay. Lấy được hết rồi nè. Lấy gỗ, lấy gỗ. Ê, chiên gì vậy, chiên chút vậy. Ê, đậu xanh. Rồi đi ơi, về ơi, hết rồi. Lấy em đất cho Hữu, lấy em đất đi Hữu ơi, mình về ha. Mình... đất vậy được rồi, đây đất rồi. Đi 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 đi. Được rồi, đi 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 đi. Tôi có hai con người nữa mời gay. Bơi về, nó đâu, nó mà xuất hiện, tao cho, nè, cho mày một con nè, cho con bên đây một con nè, chạy. Quá trời, rác, trời ơi, rác này mình có thể chế được nhiều thứ mới nữa đó nha, tao để tôi coi coi, mình có thể chế được thêm cái gì nữa không? Đi qua bên đây mày mở rộng khu đất đi, tao trồng thêm đồ ăn cho. Ờ, mở rộng thêm khu đất đi, mở rộng thêm khu đất ra đây. Tao có nhiều hạt giống lắm. Trời ơi, sao trong đây nhiều rác quá vậy trời, nhưng mà chưa có cái rác mà mình cần. Tôi không có đồ cuốc. À, cho bà đồ cuốc luôn nè, mà tự cất. Ơ, tự cuốc luôn đi. Trời ơi, mấy con cá mập này nó hên đó các bạn ơi, nó lấy rồi, nhưng mà mình cũng phải lụm cái này lại. Để nó uổng đó các bạn à. Nó chỉ lụm một con thôi, thì con này mình đem về nhà. Khi nào mình cần thì mình lấy thêm các bạn. Bơi vô bờ. Trời ơi, cái đầu của nó nằm giữa đường ghê vậy trời. Ai còn báo không gai, cho xin thêm báo với gai. Cái đó, tôi chơi là bà cuốc đất vô giống. Cái lưỡi liềm cơ. Cái lưỡi liềm á, tại sao bà cầm cái cuốc hả? Sản dùng trong cái sạc. Trời ơi, cầm sản vậy là đúng rồi. Trời ơi, bây giờ nói chung bây giờ phải lấy mấy cái này nè, phải lấy mấy cái tờ báo nhiều vô. Ok, đây. Còn báo không? Cho xin thêm báo đi. Cá mập tới. Cá mập tới nó vậy. Cái kia nó cắn xong rồi, tao giục cái thứ hai đây. Rồi đi cắn đi mày. Lượm rồi. Cắn đi mấy quỷ cá mập. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt thử chế tạo ba cái này luôn cho ba người luôn các bạn. Rồi, bùm. Cái bơm, chúng ta có cái bơm rồi. Cái bơm sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn mọi người ơi. Yeah, được rồi. Ê, mình xây ba cái bơm luôn đi. Cây của tao đang trồng. Vậy, không cho tao đặt rồi, tao đặt con cái rồi mày ơi. Giờ làm tao chế tạo ba cái bơm ra luôn chứ. Trời ơi. Được rồi, bây giờ có cái bơm rồi. Bây giờ chúng bơm sẽ giúp cho chúng ta đi nhanh hơn các bạn à. Bây giờ có bờ mà tụi mình sẽ đi ra được tới cái nơi kia nhanh hơn, hòn đảo khác nhanh hơn á. Cây ơi, mọc lên đi, cây ơi, mọc lên đi. Một cái thuyền, bỏ hoang. Ui, có một cái thuyền bỏ hoang kìa. Ơi, cá mập, cẩn thận. Nó cắn tao. Mày. Tao có cách rồi, Ủa, cắn ngay à. Ơi, vô thuyền mọi người ơi. Dạ, mấy con này nó bu bu tôi hoài vậy. Cút ra coi. Trời ơi, tôi tức quá, tôi không còn cái đồ chế tạo kia cho mày ơi, nó cứ bu tôi kìa. Ui, có cái rương nè, có rương. Đi ra coi. Trời ơi, có zombie luôn, chứ gì vậy. Mày, hả tao ra chưa. Ui, trong đây quá trời sắt luôn nè mọi người ơi. Lấy đi. Lấy chứ, trời ơi, quá trời luôn, phải lụm lẹ. Mày không được đám đi ha. Có zombie trên đầu à, có zombie trên đầu, coi chừng. Cẩn thận, nó úp sọt tụi mình đó. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Thằng quỷ tổ sao mày bơi ngoài thuyền vậy? Cá mập được ta, ôi trời. Khốn nạn. Trời ơi, tụi tao phải cực khổ như này, mày chơi, mày kiếm, mày trốn mày chơi nhùng vậy? Thôi, không được đâu, đứng im, cá mập nó cắn. Đi thôi, giùm mày ơi, đi ơi, dậy bơi, dậy bơi. Ơi, dịch tôi nè, lên. Lên đi, lẹ lên, chạy rồi cá mập đi. Về thuyền. Trời ơi, thuyền mình rác nhiều quá vậy trời. Trời, mình có mấy cái thuyền nhỏ thì dễ. Ủa, sao thuyền mình cháy? Ủa? Thuyền mình cháy ơi, cái mập, cái gì vậy? Trời ơi, là trời, bây giờ mình bực bội quá. Mình chế đại 5 cái con người nữa mình luôn các bạn. Để đề phòng cho bọn cá mập nó không còn đeo bám mình nữa các bạn. Chỉnh bơm đi mày. Đây, chỉnh rồi. Chỉnh bơm đây, chúng ta qua đảo tiếp theo nữa. Trời ơi, chúng ta đã ở đây lâu lắm rồi đó. Nhưng mà khoan đã, tao có 20 miếng gỗ. Bây giờ làm cái gì bên đống gỗ này đây? Ủa, sao mà gỗ nhiều vậy? Tôi có 20 miếng luôn. Gỗ nhiều, ôi tôi cũng có nhiều lắm rồi. Giờ rác người trong người nhiều lắm mà mày. Dạ vậy thôi, mày cầm bớt đi. Lỡ nó đỡ cầm nhiều mà cầm nốt đi. Tao nhiều quá rồi, nặng người lắm. Nhà mày có cái rương nè thằng quỷ. Bỏ rác vô đi mày. Rồi, xuống dưới chơi đi mấy đứa. Một con đó, vậy đi các bạn cho nó tiện đúng không? Bây giờ mình làm gì nó cứ bu theo mình hoài, bực cá bội quá, làm sao đi về được cái làng chứ. Trời ơi, lúa gì đâu mà không mọc lên, năm trời nảy mọc. Ôi, đảo kìa. Đây. Đi lẹ đây, ủa cái thuyền nó mất tiêu à. Cho thằng tụ nó đó đi. Ú, mình qua hòn đảo tiếp theo. Ú, hòn đảo này là có cái gì đây. Ủa, cái đường vô đâu? Ui, hòn đảo gì vậy? Ơi, xuống. Tao nghe tiếng nhện, nó trọng á. Mày, ai ai đánh tôi vậy? Mày đánh mày ha hả? Ui, nhện nữa mày ơi. Ui, bắt cua. Nhiều vậy.
Ê, để tao bắt cua cho. Ủa, hình như bắt cua lên trên đó thì được cái gì đó. Ê, ai da, rớt rồi. Ai da, trời ơi, tao cũng rớt rồi. Trời ơi, nó đau quá mày ơi. Ủa, mày đau con gì cắn mày á. Ê, con nhện cắn mày á. Con nhện, nhện. Mày ăn đi ra nha mày. Tao xạo á mày. Ai da, gì vậy? Nè, nhìn ba này xem trình độ của tao hủ à. Ok. Ok. Tới là thầy ơi. Thầy ơi, giỏi quá. Ui, được một cái cây kiếm gì nè. Một cây cây dao nhỏ. Nhưng mà nó siêu mạnh luôn. Vậy tốt rồi, xuống đây đi. Rồi, trong hai này còn cái gì nữa. Ôi, cây dao này nó có thể cho mình đam, cho mình đầy đủ hết mọi thứ luôn nè các bạn. Trời ơi, một cây dao này có thể chém một phát là đi bụi luôn đó. Tao không có thử đâu. Ôi trời ơi. Đâu, chém mất cây, mất con đạo luôn vậy. Ôi cây kiếm này mạnh quá, cây kiếm. Cái thằng quỷ mày đem tao làm chuột mập vậy hả? À đồ, cây kiếm chém một phát là banh luôn hòn đảo luôn các bạn. Ghê này chứ. Ê đó. Từ từ tôi lấy cái thì này về bờ luôn, để tôi lấy cái thì này về bờ luôn. Ôi già đi, tự bờ đó. Ngươi đừng có vô vô đây nữa. Vậy thôi, tụi tao đi về đảo nha, mình mẹ đó nha. Muốn con làm cá kìa. Vừa lắm, vừa lắm, đáng đời mày. Nè, cá mập đi chơi đi con. Trời ơi, con quậy hoài mấy con. Ơi, ô lại trời. Muốn ăn lúa hay gì lúa hả mày? Mình dặm lúa mà. Cá mập hôm nay định ăn chay hay sao trời? Ê, xuống đây nè, xuống đây. Bây giờ ông nói cái đảo mới kìa, đảo mới kìa. Đảo mới kìa. Ê, bỏ nhà đi thôi em ơi. Đi chứ. Đâu có dễ, đâu có dễ. Đi thôi, đi qua đảo mới đi, nhanh lên. Ui, để coi. Cái đảo này có cái gì các bạn ơi? Để coi đường vô. Vô bờ. Tấp vô lại đi bác tài ơi. Ờ, đảo đảo nào có dễ nha, đảo nào không có gì hết. Trời ơi! Kho báu! Lấy đi nha! Nó không có cúp, nó không có cúp! Bạn nhà tổ, nó không có cúp! Lấy! Nè, cho cúp nè! Nè, đánh tôi đi mày ơi! Kim cương nhiều quá! Đừng đánh nhau! Lấy về nhà chia! Đừng đánh nhau! Trời ơi, đảo hết kho báu này là giàu to luôn đó mấy bạn ơi! Đảo đi, đảo đi! Tỷ phú Michael! Trời ơi, đảo đôi! Trời ơi, giàu to thiệt rồi! Trời ơi, kho báo thiệt luôn nè. Ui, tàu hủ tội quá, tội nghiệp quá ha hủ. Lấy nhanh. Không có đường vàng bạc đâu. Đúng rồi, lấy đi, mình lấy kho báo đi. Ăn cướp biển ta đi. Trời ơi, dục ơi, ba cái đồ gọi là rác đúng không? Rác. Mình không cần, mình bán không? Rồi, rác đối với tụi mình bây giờ là rác. Cái là cây búa siêu bự nè. Ghê, đồ cây cúc, cây rìu em rồ luôn các bạn ơi. Bây giờ tôi đã trở thành tỷ phú rồi. Ê mà hình như mình về lại đảo mình nhà mình rồi kìa. Đi ơi, lấy tụi bay ơi. Đây. Thôi để cái thuyền nó đây đi, coi như là ai mà tìm được tụi mình là giàu được miếng. Bơi vô bờ, tới làng sinh tố của tụi mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, mới đi đảo chút xíu thôi, với lại đi được đi cướp biển. Con nhận được kim cương rồi nha. Đúng rồi, lạc ngoài biển như vậy mà tự nhiên nó kiếm được quá trời vàng bạc châu báu luôn các bạn ơi. Ước gì mình lạc thêm lần nữa đây, mình chỉ kiếm thêm quá. Thôi ôi, cũng muốn lạc. Đi về thôi. Vô tắm